Dạ xin nè, thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác và anh chị thích mai vàng bonsai cây kiểng ha cô chú anh chị. Hôm nay em tiếp tục quay trở lại với chỗ của chú Tuấn, chia sẻ cùng giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha. Một số phô mai chưa tết. Còn cây này mình giao lưu chưa chú? Cây nó bán rồi. Cây này giao lưu rồi nha cô chú anh chị, mấy cây mai tàng ghiên ha. Đó, nếu mà cô chú anh chị có thích những cây mai tàng ghiên như thế này thì nhờ chú tìm dùng thấy cô chú anh chị nha. Hoặc là những cây mai trong vườn cũng khá là nhiều ha, mai chơi tết nha cô chú anh chị. Đây một cái lô phô mai mình giao lưu hôm nay ha, chi cành lắc thân lắc, hàng bonsai chuẩn không hết trơn rồi nha cô chú anh chị nha. Rồi anh xin phép view clip hôm nay nha. Dạ con xin chào chú Tuấn ơi. Rồi mến chào Nghiệp. Dạ chào. Một ngày mới chúc anh em thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Dạ. Hôm nay tiếp tục một cái clip có 15 cây phôi nha. Dạ, 15 phôi mai vàng. Quái thú luôn, cây cái không? Hàng cứ như là chuẩn bonsai nha chú ha. Dạ. Rồi chắc con xin lỗi số điện thoại nha chú. Số điện thoại giao lưu của mình là 0918834138 nha. Dạ. Số Zalo của số này luôn. Dạ rồi. Anh em xem clip có ưng ý thì alo nha. Dạ. Cảm ơn anh em nhiều. Đó rồi mã số cây đầu số 1 ha. Mã số 1 cây đầu tiên của clip nha cô chú anh chị nha. Là cây mai vàng, dáng thú hả chú? Cây này nó lai lai thôi. Lai. Nó có cục bú này nó cũng quái quái. Dạ. Cái này mà nó lên được cục sụ cái này. Mà có đủ chân dáng thú cái nữa như cái đầu ha. À, dạ rồi chú cho con xin thông số ha. Cây mai vàng mã số 1 nha cô chú anh chị. Bây giờ mình vô chậu chủ nhật rồi mình ghép ha. Em được 22 nha. Dạ khoảng 22. Đường kính đầu 33. Dạ. Chiều cao tới đỉnh 38. Dạ. Đôi chiều dài. Chiều dài tới cái đôi nó là 32 nha. Dạ. Rồi cây mai vàng mã số 1 mình giao lưu nhiêu vậy chú? Này xin giao lưu với em giá 1 triệu rưỡi ha. 1 triệu rưỡi nha quý cô chú anh chị nha. 1 triệu 500 nha. À, có một cục chỗ này ha. À. Rồi, con lỗi nha. Dạ, yeah, rồi mã số 2 cây quái nha cô chú anh chị. Số 2 là một cây quái nha anh em. Dạ. Yeah. À. Có cái này nó dính lên trời, nó có một cái chi cành nó đóng rất là khéo ha. Đúng là quá quái. Đó, chi cành đầy đủ luôn nha cô chú anh chị nha. Cái này mình chơi có cái tạng dưới đây thôi, mình chưa có khúc dạ, quái. Chưa có khúc quái xuống. Đế đẹp lắm nha cô đế chú anh chị. Đế nôm ha, đế nôm đế đẹp luôn nha đế cô chú anh chị. Luôn. Thằng lắc quái, dạ rồi cho con xin thông số luôn ha. Mã số 1, mã số 2. Vị trí này được 24 nha nè. Dạ hoành 24. Đúng cũ. Đủ được 50 chẳng. Dạ. Đủ được 50. Chiều cao tới đỉnh là 83. Đường kính đầu là 35 nha nè. Dạ. Cái này mình vô mình ép ép chậu thì chậu cả 4 một đợt khoảng 5. Này phơm cao nha cô chú anh chị nha, phơm cao thân quái ha. Dạ cái mình giao lưu như vậy chú. Cây này xin giao lưu với anh em 3.200.000. 3.200.000 nha cô chú anh chị, mã số 2 cây quái ha. Dạ mã số 3. Cũng còn quái thú luôn. Dạ quá. Phô này phô mai quái nhiều lắm nha, con rắn thú nhiều lắm nha cô chú anh chị. Quái thú nhiều lắm nha. Dạ. Mấy cây này vô bonsai vô phơm lại. Cái chi mà nó khỏe vòng qua đây vòng xuống đây vòng ngược trở lại ra cái này dính liền luôn nha anh em. Dạ. Rất là quái ha. Này nó cũng có hai cái chân trước nhưng mà cái chân bên đây nó hơi nhỏ ha. Này nuôi thời gian hoặc anh em và anh em tính cái cây nào đó. Đến lớn này áp nó vô. Làm cái chân trước. Này nó cũng có hơi nhỏ. Dạ rồi cho xin thông số nha chú. Cây này nó mầm vậy không có đo sao đây. Đo ngang số này dạ. Giữa đây ha. 19 nha nè. Dạ hoành 19. Chiều dài con thú tới đây là được 30. Dạ. Đường kính bầu là 35.
chiều cao là 60. Rồi cây quái thú này xin giao lưu với em 2.200.000 ha. Dạ 2.200.000 nha cô chú anh chị nha. Cây mã số 3. Dạ. Rồi dạ, đổi giùm con. Cây mã số 4 nha cô chú anh chị nha. Một cây dáng thú ha. Đủ chân luôn. Dạ. Cái dáng thú trước là giống dạ, như con hươu cao cổ mà nó bẹt ra nó trước khi dạ, đun nước á. Này bốn chân là gõ nát luôn nha. Dạ, bốn chân có đuôi luôn nha cô chú anh chị. Cái này mai mốt trồng cái cây cho nó khỏe đây, tới hai cái chân ha. Trồng cây dạ, nó khỏe thì mình cắt bỏ một cái này, là lấy cái chân bên bìa nó rất là đẹp ha. Cây này thú đực nha anh em, có cái súng luôn. À, à, có cái súng à. Này dáng thú nha cô chú anh chị. Rất là cao ha, có cái dàn sừng ở trên luôn. À, có mấy cái gạt ở trên luôn ha. Chi cạnh bố trí đẹp nha cô chú anh chị nha. À, cây mã số này dán lông luôn. Đó, nó lắc ừ, ha, rất là theo cây. Dạ rồi, cho con xin thông số nha chú. Một cây dáng thú, cây thế, cây thú này tôi có thể thay cho nó. Mình thân được 24 nha nè. Dạ. Cái mình về ăn thú tới cái đuôi nó là 24 luôn. Dạ. Đó, cái bắp chân nè, cái bắp chân muốn bằng với mình nó luôn. Chân 15. 15. Cái 16. Dạ. Chiều cao là 100 chẳng nha nè. Dạ. Đến đầu là được 40-45. Đây mình về mình vô cái chậu tiểu nhật cái hộp xòi nữa rồi đã chứ. Dạ cây mã số số 4. Số 4 mình giao lưu như vậy chú. Cây này xin giao lưu với anh em là 4.800.000. Dạ cây này rất đáng sưu tầm chơi nha cô chú anh chị, vô một cái dàn chậu với cái phơm ha. Cây rất khéo ha. Cây rất là vững cây nha cô chú anh chị nha. Bốn chân nó đứng nhìn cây rất dẫn. Rồi em đổi nha. Dạ mã số 5. Cây lùng lực nha cô chú anh chị. Cây mai vàng lùng lực nha. Số 5 là cây bonsai lùng lực nha nè. Ghế quýp luôn cô chú anh chị nha. Không có chống mặt nào hết nha nè. Mình chơi mặt chính bên đây ha. Lùng là dốt ngọt luôn nha. Cái này ông chủ nhà ông cắt sát phạt quá nhiều, mình đục lại thao cây lại không có, nó có chi sẵn cần gì nên em ghép vô những mau chơi đó. Trời, chú cho con xin thông số luôn ha. Cái mai vàng lùng lực nha cô chú anh chị nha, để đẹp luôn. Quỳnh thân là 35. Dạ quỳnh 35. Chiều cao là 40. Dạ. Cái nồi để nồi đế được 90 nha nè. Dạ nồi đế 90. Đường kính này được 42. Này vô chậu 5 giường nè, 5 hoặc 6 cũng được. Dạ cái lùng lực này mình giao lưu nhiêu chú? À, cái này xin giao lưu anh em là 4.500.000. Dạ 4.500.000 nha quý cô chú anh chị mình nha. À, cây mai vàng lùng lực ha. Dạ rồi chú đổi giùm con luôn. Cây mã số 6 cũng là lùng lực luôn em ơi. Cái này đế hay nơm ha cô chú anh chị nha. Đế nơm ha. Đi cành cây này. Ừ. Cái lâu này cây nào đế cũng đẹp á. Cây này đế đặt cũng có đặt kẹo luôn. Chống chỗ nào. Dạ rồi. Đó, xích ngang cái cổ đế đó rồi 34 rồi nè. Dạ. Trên cái em trên nè. 26 nha cô chú anh chị. Mở giúp chữ A nha nè. Tổng nó quần đế. 140. Dạ 140. Chiều cao cái đỉnh là 49 nha nè. Dạ. Cái mai vàng mở số 6 nha cô chú anh chị. Đó cái dắt ra này chú ý chặt cái này để cho anh em tham khảo nó mới
46 nha cô chú anh chị nha. Mã số 6 là mình Zalo như vậy chú. Số 6 này xin Zalo với em là 3.500.000. 3.500.000 nha cô chú anh chị nha. Một cây mai vàng lùng lực đế nở chữ A ha. Dạ rồi, chú đổi những con luôn. Mã số 7. Một cây con quái thú nữa. Dạ. Vàng đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị nha. Có cái đuôi sẵn luôn ha. Sợ nó gãy. Cây này về anh em cắt lùng ở chút xíu nha anh em. Vàng đế nè cô. Dạ rồi, cho con số luôn. Mặt này thì thấy nó lắc cái đầu hả cô chú anh chị. Mặt kia thì thấy nó như vậy. 33. 33. Bên đây chút nó hơi rớt hơn chút. 30. Dạ. 52. Dạ. Dạ, cây mã số 7. Mã số 7 nha cô chú anh chị. Cây đế thú mã số 7 ha. Cây này mình Zalo nhiêu vậy chú? Số 7 này xin Zalo với anh em là 6.300.000. Dạ, 6.300.000 một cây dáng thú nha cô chú anh chị. Bộ đế hết tuyết luôn bộ đế ha. Rồi em đổi luôn. Dạ, mã số 8. Cây đế thú. Một con quái thú nữa. Dạ, con này thú có duyên lắm nha cô chú anh chị, nhỏ nhưng mà có duyên cực kỳ, có duyên luôn. À, cái này là hai chân trước, dạ. Hai chân sau đầy đủ nha nè. Mình mẩy đuôi đồ cân đối lắm nha cô chú anh chị nha. Có cái chân sau thì nó hơi hơi bé một xí. Con này giống con ngựa em bé mà hay cởi ngựa gỗ á cô chú anh chị. Giống ha. Giống ngựa gỗ. Dạ. Có đôi khi xài rất là khéo luôn. Dạ rồi. Vô cái chậu chữ nhật rất là đẹp ha. Dạ. Cây này rất khéo cây nha cô chú anh chị nha. Về lợp tàn lên cái là nhìn nhức nách luôn ha, có cái đuôi nữa ha. Dạ rồi, con xin thông số. Có cọng rễ này về anh em thích thì để, em thích cho nó mạnh cây, còn nói cắt xác ngay đây luôn là cho nó rõ nét chút ha. Dạ. Mình sợ nó mất sức cây mình không dám cắt. Hoành 15 anh em đó. Dạ, hoành 15. Mình dài con thú được 22. Dạ. Tới cái đuôi luôn là 25 á, tới cái chiều cao là 46. Cái chiều dài của cái bầu là 40. Thì vô mình về mua cái chậu 46 là vô vườn nha. Chân 46. Cây có duyên lắm nha cô chú chị. Rồi, ổ quanh vậy đó. Dạ, cây này mình Zalo như vậy chú. Cây số 8. Xin Zalo với anh em là 2.700.000 ha. Dạ, 2.700.000 nha cô chú anh chị nha. Mã số 7 là có con thú cho anh em ơi. Số 8. Dạ rồi. Dạ. Chân này có vô là mua giá cũng hơi căng. Cây số 9 nha cô chú anh chị nha. Cây quái luôn nha nè. Dạ, cái mai vàng mã số 9. Cây này phơm mà vành nhỏ nhưng mà phơm cao, chi cành đầy đủ nha cô chú anh chị. Đế quái ha. Cái dàn đế nó ngộ ha. Cái gì con bạch tuộc. Quấu 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 chú. Thăng lắc luôn ha cô chú anh chị ha. Dạ rồi, cho con xin thông số luôn chú. 18 nha, dạ, mình ăn 18. 18. À, 18 hơn tới 18. Mình đế là được 76. 76. Chiều cao là 75. Dạ. Đường kính bầu nhiêu vậy chú? Đường kính bầu chỗ dài nhất là nó được 38. Dạ. Rồi, cái
đây số 9 xin giao lưu với anh em 1.800.000 ha. Dạ, 1.800.000 nha cô chú anh chị nha, giá dễ chơi dạ, ha. Cây vàng đế rất đẹp nha cô chú anh chị. Bữa nay mình lên cái lô cây này khéo mình bán giá mềm mềm cho anh em mà mới tập chơi tập ghép lên. Dạ. Rồi chú đợi giùm con luôn ha. Rồi mã số 9. Ủa, dạ mã số 10. Mã số 10. Một cây là cây giáng long nha. Dạ, cây giáng long đế nôm nha cô chú anh chị. Làm cái bầu hơi nghiêng nha. Một cây giáng long đế nôm. Chi cành đầy đủ luôn cô chú chị. Cái này dư chi luôn. Để nghiêng. Nghiêng quá à chú không? Dạ. Một cây giáng long nha cô chú anh chị nha. Cái giáng long tàn không luôn. Chót đọt luôn nha cô chú anh chị. Cây này là đẹp từ thân tới ngọn luôn nha. Từ gốc tới ngọn luôn. Thân cũng đẹp, chi cành cũng đẹp luôn, đế đẹp luôn. Rồi, chắc con xin hoành luôn nha chú. Cây mã số 10. Hoành 23. Dạ, hoành 23. Nhỏ nhưng mà cái ngọn đế dữ lắm nha. 110 12 gần con đó. Chắc chắc 135. Để năm cao được 20 nha nè. Chiều cao tới đỉnh ngọn là 103. Dạ, rồi cái máy vàng mã số 10 nha cô chú anh chị. Số 10 cây long giáng này xin giao lưu với anh em là 5.900.000 ha. Dạ, 5.900.000 nha cô chú anh chị nha. Cây giót đọt ha, tàng thông, giáng long, đế viết luôn nha cô chú anh chị. Đế này là quá ok rồi ha. Cái mặt hôm nay là nó rất là kéo ha. Dạ, rồi chú đổi một con. Dạ, mã số 11 cũng là một cây giáng long. Cũng là một tiếp tục cây long giáng luôn nha nè. Để nôm luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi. Họ đế đặt kẹo luôn ha. Chi cần bỏ nhịp nhàng nữa là khéo cây luôn ha. Này nó có cái đuôi phía sau mà ông chủ nhà không cắt. Gà. Gà là gà. Gà chi nào không đốn chi đó. Không chừa chi nào. Đực kẹo. Dạ rồi, chắc con xin thông số. Dạ. Để cho nó ra tược mới lại. Dạ rồi, chứ cho con xin vành ha. Đốn riết mà nó múp luôn rồi. Gà là ổng quốc, gà ổng quốc à. Vành thân là 28 nha nè. Dạ, vành 28. Cái nồi đế nó là 112. Dạ. Chiều cao là 88. Dạ 88. Một cây giáng long mã số 11 mình giao lưu như vậy chú. Cây này xin giao lưu với anh em là 6.800.000 ha. Dạ 6.800.000 nha cô chú anh chị, cây rất là khéo đẹp nha cô chú anh chị nha. Mấy cây này lộc tàn vô rất là phê ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ. Rồi, cây này rất là lực luôn cô chú anh chị ơi. Con quái thú luôn. Hết biết cái vệ luôn nha cô chú anh chị. Hai cái clip này là cây quái như cây thú hết cho nghe nè. Mai vàng mã số 12 nha cô chú anh chị. Cái bệ đế nó nổi rồi nè, hết biết luôn ha. Cái đùi chà bá luôn. Đây này đúng là bonsai lùng lực luôn nè. Quá trời cái bệ đế. Dạ rồi. Trầm rất là đều luôn ha. Chứ cho con xin hoành luôn ha. Đây là được 31. Dạ hoành 31. Đã thích với này thích. Được 39. Cái hoành cũ nở. Cũ nở đặc sệt luôn. 67 luôn.
cái lưng nó bị ngang. Bị ngang có lưng nó 20 thôi. Dạ. Thì tính 20 đi ha. Chiều cao được 59. Mãi đọt chưa? Chỉ đọt đọt mà để. Nhưng cái nồi đấy đặt của nó là 89. Rồi, cây mã số 12, cô lô dưới này là 9.800.000 ha. Dạ, 9 triệu 8 nha cô chú anh chị nha. Về đấy hết hồn nha cô chú anh chị. Dữ lắm cái mặt này. Dạ. Để cho bàn tay vô mình không xin nhê. Dạ rồi. Dạ, mã số 13. 13 tiếp tục là một cây long gián luôn nha nè. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế đều không chống mặt nào luôn cô chú anh chị ơi. Dạ rồi cho con xem thông số ha chú. Mã số 13. Còn vị trí này là được 30 nha. Dạ quanh 30. Đường kính bầu là 42. Dạ. Chiều cao là 77. Dạ. Thầy chi nó bỏ rất là khá nhiều nhàn nha. Đầy hết trơn. Về gấp cũng mau chơi mà để nguyên thủy cũng mau chơi. Dạ, cái này mình giao lưu như vậy chú. Cây này xin giao lưu anh em là 5.200.000. Dạ, 5.200.000 cây giáng long, long giáng nha cô chú chị, mã số 13. Dạ rồi, chú đổi mình ta. Mã số 14. Rồi cái cây lùng lực nha cô chú anh chị ơi. Mai vàng ha, đế rất là lực nở luôn. Tàn đa luôn nha cô chú anh chị. Để khỏi chơi vào đâu luôn cô chú anh chị nha. Đó, trời cái nồi đế. Yeah, đó. Này hồi đó trồng trong cái thao hoặc cái gì đó rồi nó xuống đất. Cái gì đế nó vô mà một cục tròn tròn luôn. Hết biết cái nồi đế nha cô chú anh chị. Đều hết trơn nha em. Đế bắp bắp luôn. Đế rất là lực ha. Rồi, giúp cho con xin thông số nha chú. Quanh vị trí này là được 30 nha. Dạ quanh 30. Ngồi đế. Ngồi đế là 127 à? Dạ 127. Chiều cao là 6. Chiều cao là 82 nha. Ủa? Đâu, đâu. 70. 70. Này đế nó nằm cao cũng được mười mấy, 15 phân nha. Dạ. Rồi, cây mã số 14 nha cô chú anh chị. Cây số 14 này xin giao lưu với em là 9.300.000 nha. Dạ, 9.300.000, mã số 14, một cây mai vàng. Đế bắp nha cô chú anh chị. À, dạ rồi. Dạ, mã số 15, cây cuối clip hả chú? Cây cuối clip mã số 15, một cây mai vàng nha cô chú anh chị. Cây... cây đằng đa nha. Đế dữ lắm cái nồi đế nha cô chú anh chị. Nồi đế đặt kẹo lên em ạ. Chia cành này cô chú chị quýnh cái tàn này dễ dữ lắm, dễ luôn nha cô chú anh chị. Chia cành tứ diện tròn đều hết ha. À, cái nồi đế nó nở nè cô chú anh chị. Đế bóc không? Cùng tay cùng tay không? Rồi, cho con xin thông số nha chú. Mình ở đây là được 42. Nhà hoành 42. Cái nồi đấy. Này cái củ nở, nó cũng nở cho nên không sợ. Nở là 57. Dạ, 57. Chiều cao tới đỉnh là 91 nè.
Dạ, cây mã số số 15. 15. Cây cuối nếp nha anh em. Cây này mình giao lưu như vậy chú. Cây số 15 này xin giao lưu với anh em là 13 triệu 500 ngàn. Dạ, 13 triệu rưỡi nha cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị có yêu thích cái nào liên hệ trực tiếp với chú giúp kênh giùm mình ha. Dạ rồi chú chào hết luôn con. Rồi, cuối clip mình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh em thời gian qua đã ủng hộ ha. Dạ. Thì anh em có xem được cái clip này thì nếu bạn ý thì ủng hộ tiếp mình, cảm ơn rất là nhiều ha. Dạ, cảm ơn. Rồi cũng một ngày chúc anh em nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân anh em. Dạ. Rồi hẹn anh em cái clip kế tiếp ha. Dạ, con cảm ơn chú luôn. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất là nhiều ha.